Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng kính lễ và quý cô tu nữ kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đàn Đông, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể cuộc pháp cú số 332 ạ. Sukha ma te ya ta, sukha ma te ya ta lo ke, aho pa ne ya ta sukha, sukha khaman ya ta lo ke, ato raman ya ta sukha, sukha ma te ya ta lo ke. Hát thô ba tây và ta su ca su ca sa man nhà ta lô kê hát thô văn man nhà ta su ca vui thai hiếu kính mẹ vui thai kính cha vui thai kính sa môn vui thai kính thiền thánh. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sù kha ma tây và ta lô kê át thô bách tây và ta su ca sù kha sa man và ta lô kê át thô ra man và ta su ca như thai hiếu kính mẹ già, như thai hiếu kính ơn cha dạy toàn, như thai cung kính sa môn, như thai cung kính thánh nhân đời này. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Đức Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Dạ, xin gửi mất là cho đạo tràng ạ. Cảm ơn chị Đặng Đông đã bóp bài. Dạ, xà thu, kính cảm ơn sức trần đạo rất là nhiều. Vừa giao là bị Nhật Quỳnh níu áo rồi. Dạ, cảm ơn Đặng Đông và sức trần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn xích Trần Đạo, xích Rạng Đông, xích Tina, cô Ái Minh, xích Sương Mai, Cẩm Vân đã hoan hỷ lên ông bài cũ là câu pháp cú kinh số 332. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới 333. Dạ, cảm ơn Rạng Đông rất nhiều cho bài học. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Pháp Tính giảng từ vựng Pháp Cú Kinh 333. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đà Ha Sa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp kha cha thi ca đề xê tu tham măng hà nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rìm vi na yánh cha ca yăng su tan cha văn thăng hà phi thâm ma châm măng a cơ ta yánh tơ ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha ni ya bạch. Dạ, con sai rồi. À cô ta danh tơ ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ thà nay dê bà đi xa dạ mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng a cô hoa đành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui.
Tam thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm vương lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, A được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 333. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân bích đến sư, con thành kính đảnh lễ thượng tọa đại quyền vừa quan lâm vào đạo tràng, và con kính nhân bích đến sư. Sa thú lành thay, Nam mô Bụt thay giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ pháp cú kinh số 333. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Su khăn gia quá cha ra si lăng. Su khăn gia quá cha ra si lăng. Su khăn gia quá cha ra si lăng. Su kha sát tha bát tích thi ta. Su kha sát tha bát tích thi ta. Su kha sát tha bát tích thi ta. Su khô bành nhà giáp bát tích la phô. Su khô bành nhà giáp bát tích la phô. Su khô bành nhà giáp bát tích la phô. Ba ba năng a ca ra năng su khăn. Ba ba năng a ca ra năng su khăn. Ba ba năng a ca ra năng su khăn. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ là su khăn. Su khăn có nghĩa là hạnh phúc, hay là an lạc, hay là vui thai. Chúng ta muốn lấy nghĩa nào cũng được. Su khăn, hạnh phúc, vui thai, an lạc. Kế tiếp thì chúng ta có một cái cạn từ gia quá. Gia quá có nghĩa là cho đến hay là bao xa, bao giờ. Cho đến bao xa, bao giờ. Chakra có nghĩa là già hay là tuổi già. Chakra, già hay là tuổi già. Si lăng là giới hành. Si lăng là giới hành. Danh từ này thì quen thuộc quý vị rất quá nhiều rồi. Si lăng. Sukha nó cũng giống như su khăn, có điều là chia cách thôi. Chia cách số nhiều số ít thôi. Sukha. Sattha có nghĩa là niềm tin. Sattha, niềm tin. Sắc tha, niềm tin. Bát tích thi ta có nghĩa là được thiết lập. Bát tích thi ta,
được thiết lập. Sukho cũng là hạnh phúc, an lạc, vui thai. Sukho chủng các số ít. Panya giá có nghĩa là trí tuệ. Panya giá trí tuệ. Panya giá trí tuệ. Batilapho có nghĩa là đạt được. Batilapho đạt được. Batilapho đạt được. Papanang là các điều ác. Papanang các điều ác. Xuất phát từ danh từ ba bá do chia theo sở thuộc cách xuống nhiều nên trở thành ba bản năng. Akara năng có nghĩa là không làm. Akara năng không làm. Cuối cùng danh từ rất là quen thuộc, xú khăn, hạnh phúc, vui thai, an lạc. Xuất khăn. Dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Phần từ vựng hôm nay do có 4 danh từ được lặp đi lặp lại, thành ra chúng ta thấy nó nhanh. Cảm ơn Phật tử em mình rất nhiều. Xuất khăn gia quá chát ra si lăng xuất khà sát thà bát tích thi ta xuất khô bánh nhà giáp bát tích là phô ba ba năng á ca ra năng xuất khăn. Có nghĩa là vui thai già có giới, vui thai tính an trú, vui thai được trí tuệ, vui thai ác không làm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ đây thì một lần nữa xin được thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Con xin được thay mặt hội chúng ở trong room xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự của câu kệ Pháp Cú Kinh số 333. Và con xin thành kính cung kính Thượng Tọa Tây Nguyên. Không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của chúng con hay không, xin Thượng Tọa cho con biết tín hiệu. Và sa thú lần thai, con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Con một lần nữa con xin thành kính cung kính Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn từ tận thành, cảm ơn toàn thể đại chúng. Chúng con thành kính đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến từ tận thành để Đức Phật đến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Xin chào đến mấy tu nữ cùng chư Phật tử và xin đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Atipa Dem Swakato Phakkavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkavato Savaka Sangho. Sanghang Namami, chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương Đức Tam Bảo và Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Tăng luôn được hàng hạ trong danh pháp Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, em cái câu pháp cú số 333 là duyên sự của từ 31, 32 và 33. Cái câu chuyện này cũng rất là tuyệt vời. Có thể nói là nó để cho chúng ta biết được cái Phật lực và cái Phật tuệ và cái khả năng của Đức Phật như thế nào. Và cũng như là trong cái lời cuối cùng thì Phật này khuyên chúng ta cuộc sống của chúng ta được an vui hạnh phúc. Đó chính là chúng ta sống lớn tuổi, người ta cứ nghĩ rằng mình phải có tiền của tài sản như thế nào, nhưng sự thật ra người già có giới là có cái điều nó sẽ được ăn. Thì cái câu chuyện này kính thưa quý vị, khi mình Đức Phật này kể lại cho tất cả nghe, khi mà còn
khi mà ngài còn là Bồ Tát đó, có một lần ẩn tu ở núi Himalaya, tức núi tuyết của Himalaya, chúng ta gọi y như Himalaya Sơn vậy đó. Thì lúc đó cái sự cai trị của các quốc độ nó rất là khắc nghiệt. Và đây là Đức Thế Tôn ngài quán lại trong tiền thân. Thì tôi thấy dân chúng lúc đó đã bị nhiều cái hình phạt, ngài động lòng và ngài tự nhủ: tại sao ta không thực hành một chế độ công bình chính trực, không có chết chóc, không có bị chinh phạt bằng cái sự khổ đau cho dân chúng. Thì lúc đó ngài chỉ nhớ lại cái câu chuyện quá khứ đó thôi, tính quý vị. Thấy như vậy, nhớ như vậy, thì ngay khi ấy Ma Vương thấy được cái tâm của Phật, đã thoát qua trong đầu của Phật như vậy, nghĩ à, như vậy thì có lẽ Sa Môn Cồ Đàm đang nghĩ tới cái việc cai trị. Thế là bây giờ ông ta muốn làm vua, thì nhân cái dịp đó thì bây giờ ta sẽ tới, ta sẽ chiêu dụ để cho Phật tán tâm, nó tán loạn tâm ra. Và nếu ấy có cái ông ấy mà cai trị được đó, thì ta mới có thể cám dỗ được. Nếu như mà Đức Phật ngày mà gần đầu á, thì Ma Vương mới nghĩ rằng nếu Phật mà khởi lên cái lòng tham á, thì ta sẽ điều khiển được. Thì Ma Vương đến chỗ Phật và bảo: thưa ngài, hãy cai trị. Đức Thế Tôn hãy cai trị, tối thắng hay trị, sẽ không có giết chóc, sẽ không có chinh phạt và khổ đau, sẽ có công bình chính trực trong cuộc đời này. Thì Đức Phật ngài biết Ma Vương tới, ngài hiểu tâm của Ma Vương, ngài nói: này Ma Vương, ông thấy ta là người như thế nào mà ngươi lại nóng như vậy? Thì thưa Thế Tôn, ngài là một vị Phật có thể khai triển những cái pháp màu, ngài chỉ cần suy nghĩ ngài biến hóa cái núi Hy Mã Lập Sơn này nó biến thành vàng thì nó sẽ thành vàng. Và dùng cái tài lực gì, dùng cái khả năng gì thì cũng y như thế đó. Và tôi cũng sẽ lấy những cái tài lực này để thực hiện tất cả những việc mà bằng cái khả năng của, bằng những cái ý muốn của ngài. Giống như những là có cái tiền của tài sản như thế, thì ngài sẽ cai quản cái cuộc đời này nó công bằng chính trực. Thì Đức Phật ngài mới bảo: này Ma Vương, ngươi phải biết lòng tham con người thì không thỏa, dù có núi từ kim, tức là có núi kim cương á, biết vậy người không tìm, người không tìm đường thẳng ngay tiến bước, người đã sớm về trước, về nhân của quả khổ, về nhân của đau khổ đâu có thể nào giao. Đời mình cho lạc thú, hãy để người đã thấu nhân sanh tử luân hồi, tu tập điều phục lợi ấy buộc bao đời. Và cảnh cáo cho Ma Vương biết rằng: này Ma Vương, ta khuyên ông một lần nữa, ông không giống ông. Điều đó ta muốn nói ông không có giống ông. Cái sự suy nghĩ ông không, ông phải là ông hay ho, phải là ông hiền, không phải là ông tốt đâu. Còn nói gì đó, ta biết ngươi như vậy nữa. Rồi ngài nói lên một bài kệ á, cuộc sống này đó thì vui thay có bạn lúc cần, lúc cần vui thay sống biết đủ, vui thay sống vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đau. Và câu số đó là 331 và 332: vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Và câu số 333: vui thay già có giới, vui thay tính an trú, vui thay được trú tuệ, vui thay ác không làm. Vậy là câu pháp cú của ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngài có tâm tính đại bi, đại hùng đại lực. Đây là giá trị tuyệt đối. Ngài quan sát khắp cùng pháp giới chúng sinh này khổ đau như vậy, như từ trong quá khứ có một lần ngài đã thấy mà ngài đã mong muốn như thế. Nhưng kính thưa quý vị, ngài cũng khẳng định cái nghiệp của chúng sinh nó là như thế. Mà nếu như bây giờ có tiền, có vàng, có bạc cũng có đủ,
với cái lòng tham của con người. Và từ như thế đó thì chỉ sống, không có bị cái ruột buộc ràng của khổ đau, không sống không đi tìm cái gì cái lạc sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ. Và Ngài nói cái cuộc sống mà Ngài chỉ dạy cuộc sống bình yên và đau khổ nó tốt đẹp cho chính mình, hay là cuộc sống đó nó hạnh phúc cho chính mình, đó chính là cái gì? Những câu kệ chúng ta nghe 31, 32, 33 thì ở đây nói đến cái người không giới hạn đến tuổi già là hạnh phúc, niềm tin được thiết lập là hạnh phúc, sự thành tựu trí tuệ là hạnh phúc, và sự không làm các điều ác đó là một cái điều hạnh phúc. Cái hạnh phúc như chúng ta nhớ có một lần ở trong 38 pháp hạnh phúc mà trong cái bài kinh đó, nhiều ngàn năm ở trong thế giới không nói lên được, chư thiên và cả nhân loại chưa có định nghĩa được một cái giá trị hạnh phúc thiết thực. Mà Đức Phật Ngài nói lên cái Mangala Sutta, tức là 38 điều hạnh phúc, Ngài nói như vậy. Và trong đó nó cũng xuyên qua, nó cũng có những cái lý như ở trong đây là quý vị nhá. Những cái lý cũng như được ở trong đây chúng ta thấy cũng có những cái lý đó, cái hàng như sự tri túc hay sự biết đủ hay sự kính hiếu mẹ cha, rồi cái sự kính hiền sa môn vân vân, thì hay hoặc là ngay cả người biết trú, biết có tính có giới, biết trú tham thiền, thì tất cả những điều đó nó đều là cái nguyên nhân dẫn tới cái dẫn tới cho chúng ta có cái đời sống hạnh phúc. Ở đây cái giới đến của tuổi già là hạnh phúc, bởi vì sao cái giới tuổi già là hạnh phúc? Nếu người không có giới đó, người đó sẽ bất an, người đó sẽ bị cái sự đau khổ, bị cái sự khó chịu của nghiệp ác mà họ làm ác mà không có giới. Thì chính vì vậy cho nên nếu như về già vui thai già có giới, hay là có giới người mà có cái đời sống hiền thiện nhẹ nhàng, chúng ta quý vị không có người không bị người ta ghét, không bị người ta khinh khi, không bị người ta chửi mắng, không bị người ta thù oán, đó bao nhiêu đó thôi, sống bao nhiêu đó cũng là chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Cuộc đời này đến già mà giàu có, đến già mà danh vọng, đến già mà lớn lao, như vậy mới là hạnh phúc à? Cái điều đó chưa chắc. Mà làm sao đến tuổi già có một đời sống nhẹ nhàng, có một đời sống đơn giản, có một đời sống trú giới an trú nhẹ nhàng, không có kề, chúng ta gọi là kề cận với thiên nhiên đó, hay là có một đời sống buông bỏ và xả ly bớt, thì người đó hết sức là tuyệt vời. Có một số người cũng hay, người ta đến khi người ta lớn tuổi, người ta lúc về người ta vui thủ điền viên, đó cũng là một cách buông bỏ, đó cũng là một cách biết an trú, biết trú trong cái gì. Ở tuổi trẻ họ lao vào quá nhiều việc rồi, bây giờ họ đến tuổi già họ dừng lại một chút xíu, họ an trú trong cái tam nghiệp của chính mình, đó cũng chính là họ trú trong cái thế giới, nhưng họ không có phải là họ phải thọ giới, tự nhiên là ngũ giới bát giới rồi thập giới, không phải là vậy, mà chính là giữ cho cái tâm của mình không có phải phiền não nó sanh khởi, nó không có buồn phiền, nó không có đau khổ nhiều, thì đó cũng chính là một giá trị trú giới. Bởi vì những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh, những thiện pháp đã sanh buông bỏ và giữ gìn nó, những ác pháp chưa sanh nó không cho nó sanh, và những thiện ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó, thì những đau khổ, những buồn khổ oán hờn gì của cuộc sống trước kia, của tuổi trẻ, của tuổi trung niên, bây giờ của tuổi lão niên, họ biết sống, họ biết dừng lại, họ biết ăn uống không? Thì đây chính là một cái cảm thù của giá trị hạnh phúc. Nếu chúng tôi đang nói trên cái tinh thần của đời người đó, mà họ không cần phải hiểu cái có một cái tư tưởng hay có một cái niềm tin Phật pháp gì cả, nhưng đừng bao nhiêu cuộc sống đó là đã là tốt đẹp, nó không phải là lụy phiền nhiều. Chứ còn bây giờ mà quý vị biết, bởi vì có những nơi nó cũng khổ, chúng sinh khó buông bỏ, tuổi già là bị cái sự đeo níu, bị cái sự dính mắt của con cháu, của cháu, rồi phải giữ cháu, rồi phải giữ nhà, phải giữ cửa cho con nó đi làm vân vân, sao mà khổ thế, mình đã nợ con, nó nuôi con, rồi giờ còn phải nuôi cháu,
mà nó giữ cái nhà nó mấy chục năm rồi, bây giờ tới đời con cũng giữ nữa, nếu mà sống tới đời cháu cũng giữ tiếp tục cho cháu nữa, thì rốt cuộc mình ai giữ cho mình đây? Hoàn toàn không có. Và thì cho nên khi mà tuổi già đó, chúng ta cũng, nếu mà không tu thì chúng ta cũng nên có một đời sống thanh nhàn. Nếu mà chúng ta không tu thì cũng được có một đời sống nó buông bỏ, bởi vì như vậy á thì sống nó có một giá trị sống. Chứ còn chúng ta nghĩ rằng vui vẻ sống vậy bên con bên cháu nó là một cuộc sống hạnh phúc, nhưng điều quả thật thì nhắm mắt rồi buông tay rồi đi một mình, nó không có một giá trị độc lập, cái giá trị tự do, cái giá trị hiện sinh ở trong lòng mình. Cho nên ở đây cái cuộc sống, cái cảm thụ một chút xíu, không phải là giàu có, không phải là đầy đủ tiện nghi vật chất, mà cuộc sống già của giới đó chính là sống đơn giản, sống biết buông bỏ, sống không có bị ác nó xâm lấn, nó chi phối. Đó là vui thai già có giới, người ta được như vậy đấy. Chứ còn bây giờ nếu như chúng ta sống không có giới, chúng ta không có an ổn được, kính thưa quý vị. Cái người gây quán chuốc thù hay là làm quá nhiều cái điều mà hành động ác ở trong cái thời trẻ mà mình làm, đến khi bây giờ thì mình sẽ không thể nào mà mình có một cái quân bình lại được. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải có cái tâm vững chắc. Đối với người tu á là như thế. Và cái thứ hai nữa là cái gì? Vui thai tính an trú. Cái tính ở đây tức là một niềm tin. Một niềm tin ở đây tức là một cái đức tin, nó mang tính tốt đẹp. Người già đó chỉ biết rằng hàng ngày mình đến mình kính lễ Phật, hàng ngày mình đọc kinh, hàng ngày mình lễ Phật, hàng ngày mình ngồi thiền. Mình tin tưởng như vậy, mình có an trú vào một niềm tin, an trú vào một cái nơi, một cái tâm mình, cho cái tâm mình nó yên ổn. Chỉ bao nhiêu đó thôi, kính thưa quý vị, là nó khỏe rồi, nó ổn rồi. Chứ không phải là mình đi tìm một cái gì đó. Thí dụ bây giờ là buổi sáng kinh hôm, kinh mai gì đó, họ lật ra, họ đọc bài bản, rồi họ ngồi thiền, họ ngồi là họ tĩnh tâm, tĩnh tọa lại. Họ có thể tu tập thiền chỉ hay là thiền quán trong cái đời sống tỉnh thức. Thì kính thưa quý vị, người này hết sức tuyệt vời và đầy đủ phước báo. Chúng ta thấy người già đó mà được như vậy thì nó hạnh phúc lắm. Chứ còn không phải mà bây giờ mình đợi có con nó chăm sóc, nó lo lắm, thì thật nó không có lo đâu. Nó lo cái chuyện của nó còn chưa lo xong, lo cho mình cái gì. Khi nào giỏi lắm là quý vị thiếu thốn nhiều xíu nó cho được đỉnh, còn không nó chăm sóc lo lắng. Và cái miệng thì nó thôi, mẹ ở nhà không sao, mẹ sao con gần kề, ba con gần kề mẹ, bố mẹ, để mà mình chăm, mình sóc, mình lo, mình lắng thì cũng có cái tâm đó. Nhưng điều mà nó nói là chuyện, nó lo chuyện khác nữa, hứa là một chuyện, mà nó thất hứa là nhiều chuyện và nhiều lần. Nói vậy nghe đúng không? Nó hứa là một chuyện nhưng nó thất hứa cũng là nhiều lần, và nó muốn là một chuyện nhưng nó làm có được cái chuyện hay không nữa là lại là chuyện khác nữa. Cho nên khi mình biết được như vậy, hiểu được như vậy, mình mới nhìn được cái thế sự nó là một vấn đề hết sức là rất trấu, chứ không phải là không. Cho nên một cái đời sống chỉ một niềm tin được đặt khi nó yên ổn. Bởi vì nhà chúng tôi này nói với người quý vị mà Phật tử lễ tuổi đi chùa, tôi nói thôi con nhiều rồi, cứ an trú nhiều nó đi, cứ hàng ngày như mỗi ngày quý vị đi đọc kinh hay đi sám hối hay đi học Phật pháp gì thì cứ cố gắng, cứ nhiều đó đi an trú trong nhiều đó. Đó tôi như tìm chút gì đó cho cái tuổi già mình trú trong cái từ cái niềm tin mình có cái vững chắc, có một cái vững chãi như vậy đó, thì mình mới tìm chút gì mà mang theo. Chứ còn bây giờ đó là ở nhà giữ con đứa này, giữ con đứa kia cũng chết đó,
rồi đứa xa đứa gần thôi cứ bỏ đi, cứ năn nỉ tụi nó thôi, cứ như cho cha cho mẹ để yên ổn đi mà đi chùa. Hay là quý vị đi đi thực hiện mấy cái điều mà cái gì đó gọi là cho nó tự do một chút xíu, hay cả ngay cả đi đây đi đó để chúng ta nó được tốt đẹp chứ phải đi đây đi đó. Rồi thí dụ như chúng ta nói chúng ta cho cha cho mẹ đi du lịch nơi này nơi kia, đó cũng là một điều tốt, những điều làm sao cho cha cho mẹ đi mà tâm cho mẹ nó yên ổn, tâm cho mẹ mà nó vui chứ không phải là lo sợ và bệnh hoạn. Thì cái đời sống mà có cái niềm tin nó được an trú, nó như là một ăn món ăn tinh thần. Cái này thật vậy đúng cái gì? Khi có một niềm tin nó như là một món ăn, ngày nào quý vị không đọc, ngày nào quý vị không tụng, ngày đó quý vị cảm thấy thiếu một cái gì đó, thì ngay cái đó chúng ta không có sự ăn, chúng ta không có sự vững chắc. Ngày nào mà chúng ta không nghe một câu kinh, ngày nào chúng ta không đọc một câu kinh, chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu một cái gì đó, chúng ta cảm thấy chúng ta đói một cái gì đó. Chúng ta phải tập quân tập dẫn dắt cái tâm của mình nó an trú như vậy đó nha, thì nó sẽ được tốt. Chứ còn nếu như mà mình nghĩ rằng mình giờ mình có niềm tin thì cũng an trú trong niềm tin, phải như vậy. Mà cái niềm tin nó phải được sự chăm sóc, phải được cái sự bảo trì, phải được cái sự quân tập, phải được cái sự nuôi dưỡng, phải được cái sự chăm sóc, phải được cái sự tăng tiến. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Cho nên vì vậy cái sự tu ở trong tấm lòng của mỗi con người rất là quan trọng. Vì nếu như mình có vững chắc một niềm tin như vậy, và thí dụ như có một chuyện gì đó nó xảy ra ở trong gia đình, là con là cháu là những người thân của chúng ta, thì chúng ta mới có đủ khả năng, khi vững chắc niềm tin chúng ta mới có đủ khả năng để suy niệm về pháp, mới có một cái trí tuệ, chúng ta mới dùng cái trí tuệ của chúng ta mới thực hiện được. Bây giờ con nó tốt nó xấu, cháu nó xấu nó tốt, hoặc là anh em hoặc là người thân của chúng ta nó có những sự tình diễn tiến không như ý xảy ra, thì chúng ta biết à cái này thôi thì do tất cả là do cái nghiệp quả, là do cái nhân quả, do cái duyên nó chưa đủ, hay là cái sự tình gì đó. Thì chúng ta đó nhờ cái niềm tin nó vững, nó trú, nó an ổn á, thì chúng ta mới có đủ khả năng để chúng ta mới suy niệm về những cái sự tình xảy ra trong cuộc đời này. Chính nếu nhiều người không có niềm tin, và chính vì an trú niềm tin đó, chúng ta mới thiết lập được những cái điều tu tập hay những cái việc làm mà chúng ta gọi là công đức, hay hoặc là chúng ta mới mang theo được, hay là mới tạo tác được. Và chính chúng ta, nếu chúng ta có một cái niềm tin, cái này không cần nói về cái tuổi già nữa, ở đây nói một cách chung, cái đầu tiên thì nếu mà già mà có giới, còn nếu vui thai mà niềm tin được an trú á, thì chúng ta mới làm các công đức thiện sự được. Chúng ta nhớ, chúng ta mới làm các công đức thiện sự. Nếu như niềm tin chúng ta không an trú thì chúng ta khó làm các thiện sự. Bởi vì sao vậy? Bởi vì niềm tin tức là nảy mầm tất cả các thiện sự hạt giống. Nhờ có niềm tin đó mà chúng ta mới làm cái việc thiện, tức là chúng ta mới cung kính, mới phục vụ, mới thuyết pháp, mới thính pháp, mới hỏi công đức, coi như là cải chánh tri kiến vân vân, thì chúng ta mới có làm được như vậy. Hay là thân chúng ta mới là làm lành, khẩu chúng ta nói lành, và ý chúng ta mới suy nghĩ làm được. Nhờ cái niềm tin đó chúng ta mới biết buông bỏ, nhờ cái niềm tin đó chúng ta mới tu được, nhờ cái niềm tin đó chúng ta mới hiểu biết được Phật pháp, nhờ cái niềm tin đó trí tuệ chúng ta nếu như phát huy nữa thì chúng ta mới tiến tu tốt. Chứ còn nếu như thường thường cái niềm tin không có, không an trú, không có thành lập được, thì kính thưa quý vị, chúng ta không bao giờ có thể làm được các công đức ở trong cuộc đời này. Hay con người làm việc mà không có một cái điểm tựa,
thì người ấy cũng không bao giờ làm được thành tựu cả. Ngay cả hình thể của vật chất hay hình thể của tinh thần cũng như thế, nó phải có một điểm tựa. Điểm tựa đó mà chúng ta dựa vào điểm tựa đúng, một niềm tin chân chánh đúng đắn, đó là một niềm tin nghiệp quả, một niềm tin tam bảo, một cái niềm tin tội phước, một niềm tin kết quả luân hồi, vân vân, nó phải như thế. Còn cái sự tin tưởng nó là khác. Một cái niềm tin này là tin, sự thật ra trước nhất có niềm tin và sau đó mới chúng ta mới tin tưởng được, mới tin tưởng có sự thật, có Phật xuất hiện, sự thật có giáo pháp, sự thật có chúng ta, vân vân, sự thật có nhân, sự thật có quả. Tôi cũng là một người có quy y tam bảo, như vậy tôi là có niềm tin nè, chưa chắc. Tôi là người có niềm tin cho nên tôi mới quy y tam bảo, tôi là người quy y tam bảo cho nên tôi mới có niềm tin. Đây là những câu đặt vấn đề cho quý vị suy nghĩ. Có phải mình có niềm tin rồi mới quy y tam bảo không? Điều này có thể. Và quy y tam bảo rồi mình mới có nhiều niềm tin nữa không? Cũng có thể. Và có những người có niềm tin nhưng chưa chắc quy y tam bảo, còn có những người quy y tam bảo sau khi quy y tam bảo, có những người quy y tam bảo nhưng chưa chắc có niềm tin, bởi vì họ quy y họ chỉ đơn giản là họ chỉ thấy muốn quy y là quy y, bởi vì họ không có một cái niềm tin một cách rõ ràng. Không dễ dàng mà chúng ta gọi là tin Phật nha quý vị, không dễ dàng chúng ta tin giáo pháp nha, không dễ dàng chúng ta tin tăng chúng đâu. Bởi vì cái gọi là cái nghi tiền niên của chúng ta nó luôn luôn nó đứng ở trong lòng, nó tiềm ẩn ở trong ta. Nếu như nghi tiền niên nó khởi lên, tức là cái niềm tin của chúng ta nó cũng chưa có trọn vẹn, niềm tin của chúng ta nó cũng chưa được an trú đâu. Thì dĩ nhiên không được an trú, nhưng chúng ta cũng phải mạnh mẽ. Nó không an trú một cách vững chắc, nhưng phải được có cái chỗ điểm, có chỗ tựa. Mà cái niềm tin này, như chúng tôi đã nói, nó sẽ là một nguyên tố, nó sẽ là một lực đẩy cho toàn bộ tất cả những thiện sự, tất cả những cái thiện pháp khởi sanh. Nếu như không có niềm tin này, không niềm tin không có, con người của chúng ta nó sẽ ác, hay nó sẽ vô tri, vô thần, không tin tội phước, không tin có đời này, có đời sau, không tin có quá sanh, không tin có kiếp sau, có đời trước gì cả. Họ chỉ nghĩ rằng là sống gặp nhau vậy, hợp hậu vậy rồi, chết hết, chấm dứt tất cả. Những người vô thần, vô tri đó thì không nói được, những người đó là ác, cực ác. Ai vô thần là cực ác như gì? Cực ác. Mà thả, tức là tin tưởng cái điều sai đó, nó cả núi tu di nó cũng còn cứu được. Nhưng chỉ một chút xíu thôi, chỉ một chút xíu mà là độ kiến thôi, nó ghê gớm. Chứ nó cũng không gì lạ. Ngày hôm nay có những người không tin cái này, không tin kia, mà cái niềm tin của Phật pháp, cái niềm tin của Phật đó, là một niềm tin nó sáng suốt, một niềm tin nó sáng ngời. Chứ không phải là cái niềm tin mà tin một cái tin thần linh thượng đế ông thần bà nọ thế này thế kia, xin cho cái chuyện xui rủi hên xui mai rủi cái này cái nọ, thì quả thật thì chúng ta đã đi quá xa rồi. Sự thật xung quanh tất cả chúng ta đều là nghiệp quả, cái thuận cái nghịch, cái tốt cái xấu, cái dài cái ngắn đều là nghiệp quả hết, cái được cái mất đều là nghiệp quả hết. Chứ không ai mà có quyền giao cho ta cả, mà do cái phước, cái nghiệp duyên của chúng ta. Thì cái tin tưởng trong một niềm tin gọi là chánh đạo chánh pháp, tin nhân quả, tin lý nghiệp quả, niềm tin tỉnh tính này tính được an trú một cách vững chắc. Cho nên những hình thái gì của cuộc đời này, là vui hay là buồn xảy tới, chúng ta đều
đón nhận được, chúng ta chấp nhận được, chúng ta có thể từ đó mà chúng ta có thể vượt qua được, chứ nó không là cái chuyện bất ngờ. Chúng ta cho là bất ngờ nhưng quả thật không có bất ngờ, tại vì chúng ta không ngờ nó, chứ nó thật sự nó ngờ ngờ trước mắt chúng ta. Những cái chuyện gì mà nó không vừa lòng, những chuyện gì mà nó đẩy nghịch lòng chúng ta, nó đã ngờ ngờ trước mắt chúng ta, chứ không có phải từ đâu mà nó chạy ra đâu. Dạ. Thì và cũng vậy, khi mà chúng ta được một niềm tin, được một cái điều tốt đẹp, và con người sống đời sống mà có một cái đời sống trí tuệ, cái đời sống trí tuệ là đời sống như thế nào quý vị? Hay là đạt được cái trí tuệ, cái thành tựu được cái trí tuệ, hay là có trí tuệ, được trí tuệ, thì cái đời sống đó là đời sống có sự kiểm soát, tức là tam nghiệp lành là đời sống có trí tuệ. Người ấy biết kiểm soát, biết chăm sóc, biết nuôi dưỡng cái tam nghiệp của mình một cách tốt đẹp. Thì nếu biết chăm sóc, biết nuôi dưỡng tam nghiệp của mình một cách tốt đẹp thì thế là ác không làm. Ở cuộc đời này có thể nói rằng rất khó để cho chúng ta đạt được cái trí tuệ. Bởi vậy xoay quanh chúng ta là những hành động, những lời nói, những việc làm của người ta, khách quan và chủ quan, khách quan dẫn tới hay chủ quan của mình, hay là cái yếu tố của bên ngoài dẫn tới những người ta mang tới cho ta, hay là tự ta vân vân. Cho nên vì vậy chúng ta khó có lòng mà bình tâm bình tĩnh được. Cái đời sống có một đời sống trí tuệ, cái đời sống người đó biết kiểm soát mình, không có tự buông thả mình, không có tự chạy theo cái ý muốn của mình, mà sống biết tỉnh thức, sống biết tiếp bước, biết tỉnh thức, biết tiếp bước trên cuộc đời mình, trên dòng chảy của mọi việc xung quanh mình. Cho nên vì ấy bình tĩnh mới đối phó, mới giải quyết được tất cả mọi thứ. Ở trong cuộc đời này không dễ dàng mà chúng ta có một đời sống dễ dàng, có một đời sống tỉnh thức, tức là có một đời sống trí tuệ. Mà khi quả thật cái điều này nói ra thì nó cũng gọi là có sự liên đới, nó có sự liên quan. Nếu như đời sống của chúng ta mà đời sống của chúng ta có cái giới, mà chúng ta an trú, có một niềm tin an trú, có giới trú giới trú tính, an được an trú đó, thì niệm tuệ hay là định tuệ này, tức là chánh niệm chánh định này, nó hỗ trợ cho tuệ sanh, tức là chúng ta biết kiểm soát, và nhờ như thế thì chúng ta mới không có những cái ác pháp nó khởi sinh lên. Nhiều khi người ta cho rằng tuổi già nó sẽ trở thành, hay là tuổi già mới là như thế, nhưng sự thật ra cái già cái trẻ ở trong cái tinh thần của trí tuệ nó như nhau. Cái trí tuệ này của tuổi trẻ và trí tuệ của tuổi già, cái trí tuệ Phật pháp nó khác nha, còn cái kinh nghiệm, cái kiến thức, kiến văn của cuộc đời nó khác nha. Người ta nói già, nó gương càng già càng cay, hay có cái sự kinh nghiệm, hay có một cái sự sổi đời, sành điệu gì vân vân. Cái đó là chúng ta đang nói trên những gì mà họ đã trải qua. Nhưng cái trí tuệ đó là cái trí tuệ này phải được tu, phải được tu mà nó khởi sinh. Cái từ trí tuệ được đạt thành nó chính là trí tu. Trí văn, trí tư, trí tu thì ở đây trí tuệ này mà đạt thành được đó, chúng ta tạm gọi nó như một trí tu, như vậy nhờ tu mà chúng ta mới có được như vậy. Mà quả thật nếu như chúng ta kiểm soát được tam nghiệp, người trí trong Phật pháp là người có thân khẩu ý thiện, người ác trong tinh thần Phật pháp tức là thân khẩu ý ác, nó như thế, đó là người ác và người trí. Bậc trí tuệ trong tinh thần Phật pháp tức là bậc an trú trong tam nghiệp lành. Còn người ác trong Phật pháp đó nói tức là người đã làm các việc ác bằng thân khẩu ý ác. Thì cũng vậy, cái sự
một con người mà để trí tuệ được đạt thành, thì kính thưa quý vị, bây giờ nếu chúng ta không tu đó, thì chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có chánh định, tâm chúng ta không vững vàng. Mà nếu như tâm nó không vững vàng thì tuệ không có sanh được, trí tuệ không có khởi sanh lên được. Bởi vì có trí này, có định này, xin lỗi, có định này, có tuệ này, trí nó mới khởi sanh. Tức là định năng sanh tuệ, hay là chánh niệm này có mặt thì mới có tỉnh giác được, mới có mặt. Đó là chúng tôi nói nó cao hơn, nó rộng hơn, nó lớn hơn nữa. Thực ra do cái sự suy nghĩ của mình thì mình mới tỉnh thức được, mình mới nhận ra được, mình mới duy lý được, mình mới hiểu được. Và cái trí tuệ nó được đạt thành đây chính là chúng ta thấy được, hiểu biết được cái sự sanh sự diệt của các pháp, thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não, thấy được cái sự vô ngã của các pháp. Hay là cái trí tuệ này là cái trí tuệ này là chánh kiến hiệp trong bát chi đạo để sát trừ phiền não, thế là sơ đạo xuất hiện. Lớn lao như vậy đó quý vị. Nếu như một cách lớn nữa, nếu một trí tuệ mà được đạt thành, còn ở một tính cách phạm tuệ bình thường, thì tâm của chúng ta nó có một sự định tĩnh, thì chúng ta cũng duy lý, thì chúng ta cũng có một cái hướng tâm, chúng ta cũng có một cái tuệ sinh khởi lên bằng cái niệm cái định được tu tập, được thực hành. Và nếu như cái đời sống của chúng ta không có làm ác, thì làm sao ác đó nó khởi sanh lên được? Chúng ta ngăn mà ngay khi có giới, có tính và có trí tuệ nữa, thì kính thưa quý vị, đó chính là tâm đại thiện, hay là tâm thiện tâm ở trong lòng ta. Thì làm sao mà có ác tâm, tức là ác pháp trong lòng ta? Thiện pháp nó khởi sanh, nó không có ác pháp. Mà không có ác pháp vậy thì đấy chính là những thiện sự được khởi sanh trong lòng ta. Cho nên cái sự tu tập là nằm ở cái chỗ này. Bởi vì khi mà chúng ta ghi nhận bằng chánh niệm, hít vô biết mình hít vô, thở ra biết mình thở ra, ngay khi đó thì tâm niệm chúng ta đang tâm niệm lầm, mà lúc đó thiện tâm nó khởi sinh lên, thì làm gì mà có ác tâm, làm gì có phóng dật, làm gì mà có cái tâm ác khởi sinh lên được. Thân ác chỉ nhiên không làm rồi, đang yên lặng mà rồi không nói mà, thì khẩu ác cũng có nè, nhưng ý của chúng ta cũng đó là chúng ta đang được có chánh niệm, chúng ta có chánh định, được an trú, có cái chánh niệm đang ghi nhớ, thì tất cả đó là thiện sự. Theo xin lỗi, đó tức là tâm thiện nó khởi sanh trong tâm ta. Mà tâm thiện khởi sanh trong tâm ta thì đó chính là một cái điều ác nó không có thể xuất hiện. Ác không xuất hiện thì dĩ nhiên chúng ta đâu có nhân khởi ác. Đây là cái điều hay như vậy. Mà nó cũng chẳng những nó không có sanh, mà cũng có nảy mầm cái ác nó khởi sanh lên được. Cho nên ở đời sống của chúng ta, kiếp sống này ngắn ngủi, kiếp sống này gặp gỡ rồi phải ra đi, đừng làm khó nhau, đừng có gây quan kết cho nhau, và cũng như là sống có cái đời sống của mình có một cái căn bản, có một cái đời sống biết kiểm soát. Cái đời sống của mình có một cái đạo đức, đời sống của mình có tốt. Tức là chúng ta có cái giới, mà cái đời sống của chúng ta có một cái điểm tựa tâm linh, có điểm tựa tinh thần, hay là đời sống của chúng ta có một niềm tin nơi Tam Bảo, có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, có niềm tin nơi nhân quả, có niềm tin nhân quả nghiệp báo. Và cũng như cái đời sống của chúng ta nhờ như vậy mà chúng ta làm các thiện sự, nhờ như vậy mà chúng ta có cái sự phát huy phát triển cho tuệ, cho trí tuệ nó khởi sanh lên. Trí tuệ khởi sanh lên, dầu thì chúng ta chưa phải là trí để cắt trừ phiền não, nhưng cái đó cũng làm nhân làm duyên. Như chúng ta nghe Phật pháp ở đây, đó cũng là
tu tập quân tập cho trí tuệ chúng ta được được thành tựu, bởi vì nghe Phật pháp, do nghe Phật pháp, do học Phật pháp mà trí tuệ khởi sanh, và nhờ như thế thì tâm của chúng ta không có bị ác nhiều, không có bị ác nó xuất hiện trong tâm ta. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày một câu công cú số 333 là: vui thai già có giới, vui thai tính an trú, vui thai được trí tuệ, vui thai ác không làm. Ngoài chi sự và ý nghĩa câu Phật cú là như thế. Nếu có điều chi sẽ đáp kính những mong của quý vị quan tâm cho. Dạ, xin chấm dứt thời gian chúng ta đây, trước khi dứt lời kính dân và phân lành được thể để thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các bậc thầy tổ đã quá bản, các thân bằng nguyện thuộc của chúng tôi vì đã quá bản, hãy xin được tất cả được ân tiêm công đức này, được kết quả trời, kết quả người, và xin nguyện phần phước này đến cho tất cả chư thần chư thiên, chư vị linh tâm linh ở chúng ta là quỷ tại chùa quý linh, tất cả chư vị quan thị tuệ phước này để được an lạc nơi cảnh giới tái sinh, mong cho tất cả chúng ta được yên vui, được giới, được tính và thành tựu được cái niềm tin tốt đẹp của chính mình là hiện tại này cũng như là kiếp tái sinh, để tất cả chúng ta được an lạc giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Ma Giác, nam mô Sa Ca Giác. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học Pháp Cú ngày hôm nay số 333 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đính sư.